dâu tây Hàn Quốc. Chị bán hàng bảo là đây là một trong những loại dâu hảo hạng nhất và cực kỳ ngon. Em mua về đi, em ăn không ngon mang ra đây trả cho chị. Để trong ngăn mát á. Trời ơi, làm ăn rất là đã luôn. Thường nha, những trái dâu á mang nhiều lắm rồi nên mà biết cái phần trắng đó nè, trắng vô nó chua điếng người luôn. Nhưng mà cái phần trắng của trái dâu Hàn nè, trắng vô nó bình thường, nó không ngọt bằng cái khúc màu đỏ ở trên đây thôi, nhưng mà nó không có chua cả nhà. Hôm nay em chấm với muối mì tôm nè. Đây, em này thì rất là đều trái, hầu như là Mai mua một vỉ đó là gần 300 cành, trái rất là đều này mọi người ha, đều trái cực kỳ luôn. Mai cực kỳ thích ăn dâu. Bao nhiêu lần mua mấy cái trái dâu bụi chảng á mà ăn nó không có ngon, nó chua, thế nhưng mà vẫn ăn nha, vẫn đam mê. Ngọt. Những cái trái mà ngọt rồi á thường thì mọi người sẽ không có chấm muối đúng không, nhưng mà cá nhân Mai thay chấm muối nó sẽ đậm đà hơn rất là nhiều mà. Chưa gì hết trơn, thấy gần bay 300 cành rồi mấy bà ơi. Chắc là em ăn độ tầm 150 thôi. Còn 150 em sẽ cất đi. Rồi, bye mọi người.